Kéo đây, kéo đây. Như chúng tôi, những người đã ngoài 30, ngày xưa, từ những năm 90 của thập niên trước, khi còn là những đứa trẻ, đã rất mê tiếng rau này, bởi chúng tôi sắp được ăn kẹo. Và với những đứa trẻ miền quê, kẹo kéo như món quà vặt ngon nhất thế giới của sắp trẻ, miệng bưng biền nghèo khó, thời chưa có quà bánh ê hề như bây giờ. Hiểu được tâm lý sắp trẻ thường ham vui, nên người bán kẹo kéo hay để một vòng quay trên xe với các con số như 2, 3, 4, 5 để trẻ quay. Quay vào số nào sẽ được đúng số lượng kẹo như thế. Tuy nhiên, người bán đôi khi cũng dùng chiêu. Khi trẻ quay vào số lớn thì nắng chiếc kẹo mọng lại một chút so với bình thường. Khi trẻ quay cả mấy vòng vẫn là con số 1 tròn chỉnh, thì người bán lại nắng thanh kẹo tuy ngắn nhưng bù lại to hơn bình thường. Vậy nên trẻ vui vì được nhiều kẹo và người bán cũng không buồn vì lộ lạ. Để có cây kẹo kéo ngon cho đám trẻ mê thích thò lò cũng không phải đơn giản. Người thợ rang đầu phộng rồi thắng đường vừa tới độ lửa để kẹo không bị cứng và đắng. Thợ lâu năm chỉ cần ngửi mùi đường là có thể biết được kẹo đã thắng tới chưa. Bí quyết để làm ra một thanh kẹo kéo dẻo ngon chính là dùng củi để thắng kẹo và rang đầu phộng. Thắng phải đều tay, canh lửa sao cho kẹo có màu hơi ngả vàng là đẹp nhất. Ở miệt thứ 11 ngày nay, bánh kẹo đủ loại thơm ngon bày bán khắp nơi, nên người bán kẹo kéo dần già cũng nghỉ hết. Dẫu vậy, đâu đó chúng tôi vẫn còn bắt gặp những chiếc xe kẹo kéo đậu trước cổng trường vào giờ tới lớp và tan học. Ký ức của bao đứa trẻ quê như chúng tôi giờ đã trưởng thành, thành gia lập nghiệp, vẫn đong đầy cảm xúc của một thời thương nhớ khó quên. Chú Tết tên gì chú? Chú nhận mời chú. Miệt thứ thứ 11. Vậy? Miệt thứ thứ 11. Rồi, bye bye tụi con vô học đi. Đúng rồi, cảm ơn tụi con nha, đăng ký cho chú nha. Miệt thứ thứ 11. Ok, rồi bye bye.